Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Segui đây. Hiện tại thì cái phần bài của mình đang có đó chính là bài Hot Steel 8-bit liên xạ bên và vệ binh nha. Và đang đi chung với Riven, The Witch và Jin 1 sao hơ. Tướng đam chính là Aphelios, tướng 2 tiền 2 sao nha. Còn tướng tăng cơ chính là con Garen 2 tiền 2 sao và đang cầm một cái trang bị lớn nha mọi người. Còn tướng tăng cơ phụ là Kassante 2 sao nhưng mà lại là Hot Steel siêu sai nha mọi người. Và từ đầu game mới tận bây giờ thì mình cũng đang có được một lượng máu thật sự là không ổn luôn á. Khi mà chỉ còn đó chính là 55 máu thôi. Với chủ thu 6 trận liên tục nha mọi người và đang chưa thắng được bất kỳ một cái trận nào cả. Nhưng mà đây dỗ hồi trận thắng đầu tiên sau những gọi là chủ ngày cực khổ á. Tại vì sao lúc đầu game á mình chơi kiểu mà mình fit máu nha mọi người á. Để làm chi đi chợ rau 2 chấm lấy trước cái thì vàng. Nên mình bán máu nó cũng hơi bị sâu một tí. Nhưng mà được đền đáp mọi người ơi, rau đi chợ 2 chấm thật sự là cái thì vàng nha. Wow, cuối cùng cũng ra rồi này mơ, đó chính là Zone ha. Nãy giờ mà mình chờ là một là Zone, 2 là Set, để làm chi. Mình đang có thì vàng, mình đang có đai lưng. Trời ơi, đợ nãy giờ này mơ, lắp luôn con Hot Steel luôn cho em nói nha. Và kích luôn được một cái firm bài là 5 Hot Steel luôn á. 5 Hot Steel tầm rau 3 chấm như thế này là cũng hơi bị sớm luôn á nha. Bỏ tự quýt vào nha mọi người, kích luôn cái hệ banh. Tại vì sao? Cái hệ banh này thì cứ qua mỗi rau nó cho mình roll một lần tốn con vàng à. Mình đang muốn roll nốt thêm con set với lại là con April nha. Nếu như mà ra thì mình sẽ có luôn được một cái firm bài. Đó chính là 7 hot steel ngay rau 3 chấm nha. Tỷ lệ roll tướng 4 tiền ở level 6 là 5% nha mọi người. Nó cũng không phải là quá cao nhưng mà nó vẫn có tỷ lệ ra ha. Chứ còn hơn hơn em ơi. Ui, Garen nó trâu kìa. Garen, trời ơi, Garen nó trâu kìa em ơi. Nếu như mọi người chưa biết á thì mình có mới đăng một cái video về Garen 3 sao, 3 quyền trưởng nha, đi chung với vệ binh và 8 bit. Thật sự là trâu kinh khủng khiếp luôn á em ơi. Tướng 2 tiền thôi mà tích được lên tới là gần 17.000 máu nha. Rồi luôn đi chợ 3 chấm không có thì vàng rồi mọi người ơi. Hơi xui nhờ. Lấy thằng xét tâm anh em ơi. Tướng 4 tiền có 3 con Akali, Caitlyn với lại là Zeta. Nhưng mà không có April. Ây da, mất set luôn rồi. Lấy cái con Senna nha mọi người. Lấy về mình chơi. Xui nhờ, không có set mọi người ơi. Không có April luôn á chứ, không có thì vàng luôn. Đi chợ 2 chấm thì hơi bị hơn, nhưng mà đi chợ 3 chấm thì hơi xui một tí. Ok, nội hũ nào. Được một xíu vàng và thêm 2 vị tướng 3 tiền à. Vậy tính tổng tiền chắc cũng được tầm 10 vàng à. Cũng được, cũng được. Đó cũng là một cái lượng tiền cũng khá khá luôn á. Ở tầm rau 3 chấm như thế này. Đường cái á là lúc đầu game từ rau 2.1 nha. Là mình cũng đang được một cái lõi kim cương tích tiền lãi. Thật sự rất là phê luôn. Đó chính là nhà tà phiệt kim cương nha. Nó sẽ cho mọi người được 20 vàng ngay từ lúc đầu game. Và một cái nội tài đặc biệt á, nó sẽ giúp cho mọi người tích 100 vàng, được thêm 10 vàng tiền lãi mỗi rau nha. Nó sẽ cho mọi người lên cấp phải gọi là cực kỳ nhanh luôn á. Và cái lõi thứ hai mình lấy gọi là để kết hợp đi chung luôn á nha mọi người. Đó chính là hướng tới hồi kết thôi. Khi mà lên level 9 á, nó sẽ cho mọi người 30 vàng và được cộng thêm 10 F nha. Nếu như mà được chuyển hóa thành tất cả tiền á, thì tổng á là 40 tiền luôn nha mọi người. Tại vì 1 F tương đương với 1 vàng, nó cho mình 30 vàng và được thêm 10 F nữa thì tương đương với 40 vàng luôn rồi. Cũng được, cũng được. Mình lên level 9 xong đúng không? Thì mình chắc chắn rồi sẽ còn ít nhất là vài chục vàng. Hoặc là mà mình tích đủ tiền ấy nha, thì khi là 100 vàng luôn á. Lên level 9 xong, thích khô máu anh em ơi, mình quất một phát level 10 luôn. Tại vì từ level 9 lên level 10 á cũng có tầm 90 F thôi, lên thoải mái. 100 tiền lên tốn 90 tiền thôi anh em ơi. Mình đang còn set với lại là April á. Tạm thời là như vậy đi anh em ơi. Bỏ con V vào nha, V tăng cơ. Nói chung thì đồ đạc thì mình cũng lắp hết tất cả rồi. Có gì ngon là mình lắp luôn rồi. Vuốt rồng có là lắp luôn nè. Sô dinh có là lắp luôn nè. Còn cái gậy với lại là cái đai lưng thôi. Đai lưng này thì mình vẫn đang để dành nha. Để mà có khi mà nổ hũ hoặc là đi chợ thì vàng thì mình còn bú được thêm một con hot steel chứ. Cổng này của mình đang chơi là vòng đi chợ đầy đủ nha mọi người. Một tướng được cầm tới tận là 2 mảnh trang bị. Cái này mà nó hên hên nó để cho mọi người cái thì vàng đi chung với đai lưng á. Thì vàng đai lưng cái combo với gọi là ác quỷ luôn. Và lắp luôn con hot steel. Nhưng mà cố lên, cố lên, cố lên. Ông này cũng là hot steel anh em ơi.
thắng được luôn á. Mà tầm này đánh caro là mình nghĩ là cũng ngon á, không phải là quá dởm đâu, tại vì ít máu mà. Nếu mà thắng không á thì tích chuỗi hoặc là tích cái hũ này nó hơi ít một tí, mà thua không á thì cút chắc luôn rồi, thắng thua xương xương cũng được. Có set rồi nè, level 7 tỷ là rôn tướng 4 tiền là 10% rồi nha, cao cao đó. Đánh quá rớt luôn everyone, kích luôn 7 hết tiêu không anh em. Nói chung là mọi người chỉ cần lên được mốc 7 hết tiêu thôi thì cho dù anh em thắng hay là anh em thua nó vẫn đều rất là ngon. Hiện tại là mình cũng đang muốn lên ít nhất là level 10 nha, để làm chi mình kiếm Sona 3 star, mình hũ 8 bit cho nó dễ đây em ơi. Khi mà mọi người chơi 8 bit bình thường á thì anh em chơi mà tích đam kiểu như là chiêu chiêu á thì vẫn được thôi, nhưng mà nổ nó sẽ không được sớm, và khi mà nổ xong á anh em sẽ nổ được tầm có 1 round hoặc là 2 round là cao lắm luôn rồi đó. Hoặc là mọi người nào mà xui đúng không, nổ xong end game luôn. Mình đã từng bị rất là nhiều luôn rồi, nên mình cũng đang muốn thử cái kiểu á mà lên Sona 3 sao cái đã. Nhưng mà cái kiểu này thật sự rất là khó luôn á. Mình khuyến khích mọi người á là không có nên làm theo nha, làm sao nó còn rất là nhiều điều kiện luôn. Thứ nhất á là mọi người phải cần có ít nhất là một cái ấn 8 bit. Ấn 8 bit này á là công thức ghép, ghép từ thì vàng với lại là cung gỗ nha. Cái thứ hai á, mọi người phải là level 10, tỷ lệ roll tướng 5 tiền là 25%, và anh em sẽ phải roll kiếm Sona 3 sao. Với 9 con còn lại ở trong cửa hàng, chỉ cần có một người chơi chung Sona thôi, và chỉ cần bít một con thôi thì anh em roll cỡ nào cũng không ra nha. Cái đó là cái khó thứ hai nha. Cái khó thứ ba á là sau khi mọi người lên được Sona 3 sao xong đúng không, anh em bỏ vào cho tích đam. Đấy, nó tích phải đủ gọi là 345.678 đam. Anh em phải bán cái Sona đó đi, xong rồi phải roll lại kiếm đúng con cách linh siêu sao 8 bit nha. Xong rồi anh em bỏ vào kích luôn hệ 8 bit móc 6 thì bắt đầu nổ hũ nha mọi người. Cái đó là lý do tại sao mình nói á là nếu mà nổ hũ theo cách này thật sự rất khó, nên mình không khuyến khích mọi người làm theo. Anh em làm theo á, nếu như mà hên thì có thể nổ được á, còn mà xui á thì mất điểm hoặc là ăn còng số 8 như chơi. Thật sự là như vậy. Tại vì kiểu này là mọi người phải lên level 10 á. Chứ level 9 bây giờ Riot nấp xuống còn 2% tỷ lệ ra siêu sao tướng 5 tiền à, thì đem roll tới Tết luôn á, không ra được. Và nếu như mọi người muốn chắc bắp á thì anh em phải có một cái bảo hiểm. Bảo hiểm ở đây mình đang nói á, đó chính là một cái xe chấp tướng nha mọi người, hay còn được gọi là Neko đó. Phải có nha thì mới dễ được. Mình thì lúc đầu game đánh quái tự rớt luôn. Thì mình bú luôn anh em. Đánh quái tự rớt luôn thì ok quá rồi. Cái lõi thứ ba của mình đang có là vương miện bảo hộ nha. Nó cho mình luôn một cái vương miện anh em ơi. Và tất cả chỉ số khởi đầu của cái vương miện này á được tăng thêm là 75% ha. Khá là ngon. Cái vương miện này á là cái trang bị tăng cơ cho những cái vị tướng nào mà tăng cơ theo dạng sức mạnh phép thuật nha. Như là con Garen, như là con Zad tướng 4 tiền, và những con như là Echo này, Neko này nha. Tại vì nó vừa tăng phép nè, nó vừa tăng dép nè, và nó vừa tăng rất là nhiều chỉ số khác. Cái này là trang bị tăng nha mọi người. Mình thấy là anh em lắp hơi bị lộn á. Trời ơi, cái này nó châu quá trời fuck. Cái này máu gì dữ vậy? Gì vậy? Hơn 5 cái máu luôn rồi nè. Ôi, Garen cầm hai cái viên miệng này nó tăng cơ hết luôn. Ây da, đây rồi, cái in luôn anh em ơi. Nổ hũ tiếp nè. Thêm một cái đồ thần thoại con là giáp siêu linh. Và một chút tiền thôi, mình nghĩ là đủ rồi. Quá đã luôn anh em à. Garen này tăng ác thiệt luôn á chứ. Garen tăng ác quỷ thiệt anh em. Hơn 5 ca máu mà. Mà cái vương miện này á, nó tăng phép với lại tăng giáp khởi đầu game kinh khủng thiệt. Châu ác. Rồi, 7 hết tiêu nha. Cái phơm bài của mình, ui gọi lại là chu đa mà. Akali 2 sao, đồ kìa đây mời, hiết kiếm, bàn tay quyền năng, đồ chuẩn 2 sao đi chung với chu đam. Thắng nổ không trời. Hơi khó thắng anh em ơi, thật sự hơi khó thắng á. Ui, Akali nó hồi máu ghê trời. Ây da, nó hồi phục kìa. 19 máu à, ha ha. Được đi chợ trước nha. Khá là vui, khá là vui. Nhưng mà liệu có thì vàng hay không đây. Chỉ cần có một cái thì vàng thôi là mình sẽ có cơ hội. Là mình sẽ có cơ hội nha.
lên được mốc 10 hot steel ha. Nhưng mà không biết có hay không nữa, nếu mà có thì ngon quá. Không có này em ơi, nhưng mà có kia nè, có kia nè. Có kia nè, có kia nè. Ủa? What the game kìa em. Có game kìa. Mình với ông kia đều là 19 máu. Mình ra sâu à, và móc luôn kia nội. Bực thế nhờ. Có game kìa anh em, đều là 19 máu mà. Cái con kia ngay trước mặt mình luôn á. Mình mày ra chứ là lụm về rồi. Mình mà có kin 2 sao sớm á thì cứ bắt lại khá là dễ. Tại vì nó vừa hồi máu nó vừa có tiền á. Hơi khoai hả? Hay là mình lì lì thêm một chút nữa được không anh em? 19 máu ra 4 chấm như thế này, thu nguyên sàn á thì chưa chắc đi đâu. Chưa đi được không anh em ơi? Tam học kiếm mà đọc đồ cùi ta. Mình đang muốn là những cái trang bị như là bùa đầu lâu hoặc là thánh kiếm mana mune á. Cho con kin này thì cái là phê. Mà thôi, không có thôi anh em ơi. Lắp cho kin là hai cái vương miệng cũng như là một cái quyền trượng nha. Tăng thêm một chút phép tăng cơ, với lại là nếu như mà nó ăn được hai mạng ở cái dạng này thì được hồi lại một máu nha. Cứ hai mạng ở dạng chủ thua được hồi một máu, hai mạng ở dạng chủ thắng á được cộng thêm 3 tiền. Trời ơi, không lướt được thêm phát nữa mà, cay chưa? À phí. Ây da. Tám máu à. Khi mọi người chơi 8 bit hoặc là mọi người chơi hot steel á, cái lượng 8 máu như này là vẫn còn nhiều. Ê, round sau là mình phải bung tiền nữa nha. Round sau phải lên tiền nữa mọi người ơi, phải lên level 9 á. Lên level 9 xong mình run chiêu chiêu, run sương sương. Cái lượng máu này là phát là cút luôn rồi. Phải lên đó anh em ơi, phải lên đó anh em ơi. Ok. Đây rồi nha mọi người á. Lên level 9 xong á. Và mình vẫn đang còn tới tận là gần 100 tiền nha. Mình sẽ roll roll chiêu chiêu một tí nha. Kiếm được hơn hơn á thì kin 2 không? Cách linh nè. Hơi khó nha. Ra được thêm vài vị tướng 5 tiền. Không biết có giúp mình thắng được hay không đây. Tại vì mọi người muốn có siêu phẩm á thì anh em bắt buộc phải chơi như vậy. Mình cần phải lên level 10 một cách sớm nhất có thể luôn. Và mình sẽ roll kiếm tướng 5 tiền bay sao combat lại. Còn nếu như mà không á thì mình cút thôi sao giờ anh em. Ê, được hồi lên 9 máu nè. Được hồi máu anh em ơi. Kim ăn 2 mạng ở dạng chủ thua được hồi ngắm một máu á. Bây giờ sau khi mà thắng nó sẽ biến lại cái thành cái dạng chủ thắng nha. Có April rồi nè. Bây giờ mới ra April, hơi trễ. Bán zin nha, bỏ Eloy vào tăng cơ. Mình sẽ bắt đầu thay những cái vị tướng của mình đang có bằng tướng 4 và 5 tiền khác nha mọi người. Chắc chắn rồi, phải bắt buộc chơi như vậy luôn. Bây giờ tướng 1, 2 tiền tầm này carry nó hơi đuối. Carry nó có hơi đuối. Lắp đồ April nha. Ước gì trận sau tự lên Blitz 2, tự lên cách linh 2, tự lên April 2. Đỡ phải roll. Ok, mảnh trang bị quá trời nè. Sang rau sau mới nổ được hũ nha mọi người. Blitz 2 nè, April nè. Mình bắt buộc phải xài tiền anh em ơi. Mình không xài là đi á. April 2, ok. Một cái sự nâng cấp đội hình khá là chất lượng. Khá là chất lượng anh em ơi. Blitz 2 bỏ vào kích luôn cái hệ vệ binh nha. Có đam, có tăng và slot tướng của mình đang rất là nhiều. Ở round 5.1 như này á, mình lên được level 9 thật sự rất là nhanh luôn rồi đó anh em ơi. Level 9 và vẫn còn tới tận là 70 tiền là hơi bị nhanh luôn rồi đó. Đồ còn kiếm, còn găng, còn đai lưng với lại là gậy á. Ui ông này, Akali chu đam 2 sao đồ như vẻ luôn kìa, thắng nổi không ta. Cố lên. Đừng có thua. Ok, thắng được anh em ơi. Và kin ăn mạng luôn mà, rất 3 tiền. Bú vội. Cái dạng thắng là ăn được 2 mạng rất 3 tiền nha. Ok, tích tiền lại thôi mọi người ơi. Nổ hổ. Một trang bị sáng, một đống tiền và một cái đập đồ ha. Ê, nổ hũ này xong là mình từ 80 mấy tiền lên được 113 tiền luôn nè mọi người ơi. Từ level 9 lên level 10 á là 84F nha. Là sẽ tốn 84 tiền đó. Bây giờ mình quất một phát lên level 10 vẫn được. Nhưng mà
mình sẽ lỗ mất cái lỗ đầu tiên của mình đang có, đó chính là nhà tài phiệt, giúp cho mình tích 100 tiền được cộng thêm 10 vàng tiền lãi mỗi round. Mình chỉ cần chạy cố thôi mọi người ơi, ráng thôi. Muốn có siêu phẩm thì bắt buộc phải là như vậy. Nên mình có khuyến khích mọi người là đừng nên chơi theo cái kiểu này, rất là dễ cút sớm luôn, thiệt. Ok, hên quá hên quá. Ôi, bây giờ thua trận cút luôn anh em ơi. Mình đang không có bất kỳ một cái lỗ nào hồi máu cả. Nếu như mọi người có mà nhỏ mà có vỏ nè, đặt cả tính mạng hoặc là khổng lồ tí hon á, thì nó sẽ cho mọi người một cảm giác nó an toàn hơn. Nhưng mà đây á là liều mình vì tư bản nha. Bây giờ thua phải là cút luôn á. Mình vẫn đang giữ lại AFK các kiểu nha mọi người. Mà mình đang mua sẵn, đó chính là Corki và Garen. Và có Riven sẵn luôn rồi nha. Chỉ còn lại được Sona 3 sao thôi. Và cố gắng đi chợ kiếm thêm một con 8 bit. Mà hơi khó. Nhưng mà mình vẫn đang còn một cái thì vàng. Anh nhầm, vẫn đang còn một cái đập đồ anh em ơi. Thì mình nếu mà không rõ 8 bit đó, thì mình lượm cái ấn nào đó có thể đập được. Mình về mình đập cái ấn hết steel với lại là cái ấn đó luôn. Hên xui may rủi ra được cái ấn 8 bit đó anh em. Và ở tầm rau 5 chấm như thế này, mọi người chỉ cần kích được móc 7 hết steel thôi, anh em thắng cho mình là 4 trận liên tục nha. Thì nó sẽ chắc chắn luôn, nó nở ra cho mọi người là cái móc ở móc 300 thì nó sẽ có 25% tỷ lệ rất thì vàng. Nhưng mà anh em phải bắt buộc thắng 4 trận liên tục ở rau 5 chấm với một cái firm bài là 7 hết steel. Đó là một cái điều kiện phải gọi là cực kỳ khó hơn. Ây da, đây rồi, ấn 8 bit của tôi. Chắc là không ai chơi đâu nhờ. Chắc là không ai chơi 8 bit đâu nhờ. Và tôi xin gì hin nè, cái tướng 5 tiền luôn nè. Ngon ha. Ấn 8 bit của mình đang còn và tướng 5 tiền nó cầm nữa rồi thôi chứ. Vừa có tướng, vừa có tiền xàm, vừa có ấn xài luôn. Quá đã anh em. Ok, tiếp tục tích tiền lên level 10 thôi. Cái này là phải chạy cối đó. Phải chạy cối đó mọi người ơi. Sắp đủ rồi nè, hay lên luôn không? Lên luôn thì hơi lỗi tiền nhờ. Mình bỏ cái hệ 8 bit này vào không phải là quá sớm mà cũng không phải là quá trễ. Bỏ tầm round 3 chấm mấy ha. Và tới tầm round 5 chấm mấy như này là mình cũng đang tích được một cái lượng, đó chính là hơn 100k dam rồi. Hơn 120.000 dam rồi nha. Cũng đủ rồi đó anh em. Mà nói chung là Sona 3 nó xài kỹ năng lần vài trăm cái đam rồi, nên chắc cũng không có thiếu nhiều. Ông này là xoay bài à. Cố lên. Ok, đẩm nó. Đẩm nó, ok. Đi luôn mà. Chuỗi thắng 5 trận rồi nha mọi người ơi. Ý sang đâu sâu á, với một cái lượng tiền lãi mà vừa chuỗi thắng mà vừa tiền như này á thì level 10 được anh em ơi. Ui dồi, cái ông Akali này ác quỷ gì? Bài gớm gì ta? Có Kiona nè. Chắc là lên level 82 à. Thôi lên luôn nha mọi người á. Nó sẽ lỗi cho mình là 2 tiền nhưng mà làm sao. Lên được level 10 sớm, được thêm một cái slot tướng và tỷ lệ roll tướng 5 tiền tăng từ 10% lên 25% nha. Gấp 2 lần rưỡi luôn á. Ghê thiệt. Ông top 1 72 máu, top 2 22 máu, top 3 18, top 4 12. Ôi, sao cái trận này máu của anh em đó nó tụt nhanh thế ta? Hay là do về cái trận này cái lõi đầu game của mình đang có là lõi kim cương á, nên cái lobby này nó đẩy máu nó có hơi nhanh thì phải. Chứ round 5 chấm mấy xong còn mười mấy máu là sao ta? Không biết nổ kịp nữa. Cố lên. Đẩy mong phát và đi luôn mà, đi luôn mà. Vậy là còn 4 ông thôi. Ông thấp 1 thua luôn rồi. Máu anh em thấp thế nhờ. Ok, Ron chiêu chiêu anh em ơi, nổ hũ nè. What the fuck, hái thì vàng thiệt luôn nè mọi người. Ê, nhưng mà nếu mình có hai con 8 bit đó thì mình sẽ không có cần phải bán Sona siêu sao luôn á nha mọi người ơi. Ê, dễ được á, chỉ cần Ron Sona 3 thôi. Mình đang có một cái biểu hiểm sẵn rồi, đó chính là một cái Neko. Mình chết thử nha, đang không có ai chơi Sona cả. Không chơi Sona nè. Không chơi Sona nè và không chơi Sona nè. Mọi người nên nhớ nha, Ron kiếm tướng 5 tiền 3 sao chỉ cần có một người chơi chung thôi thì ao ngay vào luôn. Không cần phải chờ đợi làm gì cả. Ao ngay vào luôn, tại vì sẽ không có lên được đâu anh em ơi, chắc chắn luôn á. Chúng tôi còn Sona. Kin 2 lên luôn á.
Để nó như mà thắng được thắng anh em, thua là cúp á. Sona. Ủa Sona siêu sao à? Chắc là phải lấy anh em ơi. Phải lấy. Phải lấy đó. Ui run khoai thế nhờ, mới có 4 con à. Vẫn đang giữa mốc là 5 hết tiêu à. Mà ở cuối game như thế này muốn nổ được thêm một cái hũ này hơi khó anh em ơi, tại vì 4 chồng mới nổ được hũ á. Sona 6 con nè. Phải là 8 con nha, 8 con thì mới xài được Neko. Một cái bot vẫn thắng anh em ơi. Không ra Sona à, hơi khoai nè. Sona ơi. À da, ở đây rồi, 8 con. À nhầm, 7 con chứ anh em. Hơi ngáo. Một con nữa. Come on. Và đây rồi em ơi, 8 con Sona rồi. Neko luôn nha. Sona bay sao nè, bán bất tướng nha mọi người. Tự bán con này nè, bán con này nè. Bỏ Sona lên hàng đầu nha. Cho nó cầm con vương miện nè. Ê, đâu rồi, vương miện đâu rồi. Mất luôn vương miện rồi em ơi. What the hell, thôi lắp luôn ha. Vô cực luôn cho em nói nha mọi người ơi. Tại vì kỹ năng có thể chiến mạng được á. Sona ơi, come on. Và đó là, ui, đủ hũ luôn anh em ơi. 463.000 đam rồi. Ê, cái hũ này nổ hơi sớm nha. Cái hũ 8 bit này nổ hơi sớm anh em ơi. Đây rồi, hàng về anh em ơi. Ê, rao 6.3 nổ hũ 8 bit. Hình như là lập kỷ lục thế giới luôn hay sao anh em ơi. Tại vì rao 6.2 đủ điểm rồi. Và rao 6.3 đã nổ hũ rồi. Thì mình thề với mọi người luôn á. Chắc là lập kỷ lục thế giới luôn cái gì nữa. Quá sớm luôn anh em. Nhưng mà máu của anh em thì không còn nhiều cho lắm mà. Ông top 1 còn 2, 3 máu. Ông top 3 là còn 1 máu à. Chọn nó cút rồi mình còn 9 máu à. Ui nổ tiền kìa. Để chưa. Trang bị quá trời quá đất luôn anh em ơi. Ron tướng 5 tiền nào. Không biết lên nổi con nào không nữa. Tại vì thấy nó không rất Neko á. Ủa tôi nhớ là cái hũ này là phải có Neko đó. Neko đâu? Chép thiên nhiên rồi Neko sao nó không rớt ta. Lạ là một cân hết tiêu à. Trận này là mình có thể gọi là dư xăng chơi 10 được hết tiêu luôn anh em. Chơi được 10 hết tiêu luôn á. Mình thì cứ đi chợ. Ui mình đi chợ. Còn ở nhà cái hũ đó cứ tiếp tục nổ rồi. Tiền nó bay kìa. Ây da tiền nó bay kìa. Ây da. Có Neko rồi. Có một cái Neko rồi. Chỗ tiền người này mới. What the. Hơn 200 tiền. Lúc chưa đi chợ có 100 mấy tiền rồi. Về nhà hơn 200 tiền. Quần què đây. Mình lắp đồ nha mọi người. Phải lắp full đồ luôn để cho nó có slot đồ. Nó ra cho mình một cái Neko. Zin 6 con rồi nè. Zin 7 con nè. Ô một con Zin nó bay sao nè mọi người. Dễ chưa. Kim nè. Illaoi nè. Ủa Zin 3 mọi người ơi. Lên nốt cái. Sao nó rớt Neko gì ta. Có một cái à. Zin 6 con rồi nha. Kim sắp 3 luôn hay sao á. Ây da trận này khoai quá anh em ơi. Anh em còn ít máu quá. Không hiểu tại sao trận này nó hủ xong mà rao 6.5 endgame bà nó rồi. Nó nổ đã chưa này mùi. Nó hủ sớm nhất thế giới luôn á chứ. Ui một phát sắp đôi luôn mà. Vậy ok. GG tất cả mọi người nha. Bye bye. Chào tất cả mọi người nha. Thì mùa đông cũng đã tới rồi mọi người ơi. Mình sẽ giới thiệu đến với tất cả mọi người những cái màu áo khoác của bên mình vừa mới về để phục vụ cho anh em ở trong cái mùa đông lạnh giá này nha. Tên website ở bên cửa hàng của mình đó là biosigistore.com nha. Đây, mỗi áo khoác phải gọi là quá trời luôn mọi người. Hoodie nè, sweater nè, rồi áo khoác da lộn các kiểu đều có nha. Mọi người thích cái mẫu nào thì cứ lướt xuống và lựa thôi. Giả bộ nếu như mọi người thấy thích cái mẫu này quá đi, anh em cứ bấm vào ha. Đây, nó sẽ cho mọi người chọn size nè, các kiểu anh em mặc size gì, anh em cứ chọn size đó và bấm thêm vào giỏ hàng nha. Sau khi thêm vào giá hàng thành công rồi á, mọi người bấm thanh toán nè. Và nó sẽ đưa cho mọi người một cái giao diện á, là điền thông tin á. Mọi người cứ điền họ và tên, là số điện thoại với là địa chỉ giao hàng là ok rồi nha. Và cái phần ghi chú này á, anh em cứ ghi thêm về cái thời gian nè, hay là cách thức mọi người có thể nhận hàng được nha. Và mình đang có chương trình á, đó chính là mua một tặng một nha mọi người. Anh em chỉ cần mua bất kỳ một cái đơn hàng nào sẽ được tặng thêm móc khóa đấu trường chân lý nha.
anh em kéo lên trên và có cái dòng chữ là B&U Store xin tặng bạn một phần quà miễn phí, hãy chọn ở đây nè, anh em bấm vào chỗ này này nha. Đấy, nó sẽ hiện ra cho mọi người những cái phần quà có móc khóa Tini nè, Eureka và hàng chục mẫu móc khóa khác nhau nha mọi người. Anh em thích cái mẫu nào á thì cứ bấm vào thêm nè. Và sau khi đã thêm thành công rồi á thì sẽ có hai hình thức thanh toán. Anh em, một á là chuyển khoản ngân hàng, hai á là thanh toán khi nhận hàng. Và sau khi mọi người đã đọc đủ tất cả những cái lưu ý ở dưới đây rồi á, anh em bấm tích vào ô nếu bạn đồng ý với điều kiện ở phía dưới và đặt hàng là xong rồi nha. Và ở phần chat ở dưới đây nè thì nó sẽ liên kết tới fanpage B&U Store của mình, nếu như mọi người muốn tư vấn thêm về cân nặng, về những cái mẫu áo hoặc là về chất liệu các kiểu á, anh em hãy cứ bấm chat ở dưới đây nha. Bên cửa hàng của mình sẽ có nhân viên trực 24/7 để mà có thể phục vụ cho tất cả mọi người ha.